Tóm đuôi con lừa. Nào, về nhà thôi, trời sắp tối rồi. Đường gì mà khó đi thế này cơ chứ, vừa trơn lại vừa bẩn, mình mà không đi cẩn thận lại trượt chân ngã thì chết. Ơ, mày đi đâu đấy? Đường về ở đây cơ mà. Cứ đi linh tinh vậy hả? Con muốn về nhà không đi? Đã cố tình chọn đường dễ đi rồi mà lão ta vẫn bắt mình đi theo con đường trơn trượt này. Đúng là một gã độc ác, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà. Mình mà chết ra đây thì lão ta sung sướng lắm đấy. Đường trơn đấy, đi cẩn thận vào. Một lúc thôi là về đến nhà rồi, cố gắng chịu khó một chút đi. Khi nào về đến nhà, tao sẽ chiêu đãi mày một bữa thật linh đình để bù lại. Thế là được chứ gì. Cái lão này lại nói thế để dụ mình đây mà. Bình thường lão keo kiệt thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao? Làm gì có chuyện lão đãi tôi một bữa thật ngon cơ chứ. Muốn dụ tôi thì có, sao bao đường không đi, cứ bắt mình đi vào đường trơn trượt chứ. Đau hết cả chân. Nào đi thôi, sao lại ì ra đấy thế hả? Tao nói gì mày có hiểu không đấy? Đường trơn một chút, nhưng nó là con đường duy nhất để về nhà rồi. Không còn con đường nào khác đâu. Cố lên nào, bữa ngon đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Ôi trời ơi, đừng lấy món ăn ra mà dụ tôi nữa. Tôi biết tổng rồi. Mà kể cả có các món ngon thật thì cũng không thể bù lại cho cái chân đau của tôi được đâu. Tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức thôi. Ờ hay, cái con lừa này, tao đã nói như thế rồi mà mày vẫn còn không chịu bước đi vậy. Con muốn tao cho mấy roi vào mông không? Đi nhanh lên nào. Tại sao mình cứ phải đi theo sự chỉ đạo của ông ta nhỉ? Tại sao mình không tự đi con đường riêng của mình chứ? Miễn về đến nhà là được chứ gì. Để xem nào, làm gì có chuyện không còn con đường nào khác về nhà. Chắc lão ta cố tình nói vậy để ép mình phải đi theo lão, để hành hạ mình đây mà. Còn lâu nha, tôi không ngu đâu. Kìa rồi, từ đây cũng có thể nhìn thấy nhà mình ở dưới chân núi. Thiếu gì lối để về chứ. Lão ta đúng là nói phét mà. Để xem lối nào về nhà gần nhất nào. Kia rồi, lối gần nhất chỉ ở dưới bờ vách đá kia thôi. Mình chỉ cần nhảy xuống đó là có thể về được nhà rồi. Cần gì phải đi theo lão già này cơ chứ. Lão ấy bắt mình đi theo đường vòng, vừa xa lại vừa trơn và bẩn. Chuyện gì thế này? Mày định làm gì thế hả? Nguy hiểm lắm, mau quay lại đây đi. Dừng lại, mày định nhảy xuống đó à? Mày điên rồi. Lão ta mới là điên đó. Tại sao cứ muốn ngăn cản mình chứ? Quay lại nào, tao bảo mày quay lại ngay cơ mà. Mày có nghe thấy tao nói gì không hả? Hả con lừa ngu ngốc này, đường về nhà ở phía này cơ mà. Ông mới là ngu ngốc ấy. Có buồn tôi ra không thì bảo, tôi sẽ về nhà trước ông cho mà xem. Mày bị làm sao thế hả con này? Có phải mày nhìn thấy chuồng của mày bên dưới nên lao xuống không? Quay lại đi, đường này không về chuồng của mày được đâu. Mày lao xuống đó chỉ có chết thôi. Ông tưởng tôi ngu chắc, quay lại để ông dắt mũi à? Tôi mệt rồi, cần phải về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Ông thích thì ở lại đây một mình đi. Mày vẫn còn cố lao đi à? Được, đã thế tao cho mày đi luôn. Đồ súc sinh ngoan cố, để xem mày sẽ đi được đến đâu. Đúng là con lừa. Phàm những kẻ không chịu lắng nghe điều hay lẽ phải mà cứ ngoan cố làm theo ý mình sẽ phải chuốc lấy tai họa. Mày đã được về nhà một cách nhanh nhất theo ý mày rồi đấy, nhưng rất tiếc là không sống nổi thôi. Đáng đời. Hai chiếc khăn. Trời lạnh lắm, đóng cửa xe vào đi con. Con không lạnh đâu.
vì có chiếc khăn ấm áp và chiếc mũ len của mẹ tặng rồi mà. Trời lạnh thế này mà bạn kia chẳng đội mũ, cũng chẳng quàng khăn mẹ ạ. À. Ừ, chắc bạn ấy không thấy lạnh. Bạn ấy khỏe thật đấy. Hóa ra là bạn Lam đấy mẹ. Mẹ đi từ từ thôi. Lam, Lam ơi. Lam, lên xe đi, mẹ tới chợ tới trường. Thôi, không cần đâu, tớ đi bộ được rồi. Cậu lên đi, ngoài trời lạnh lắm, mà trường còn xa nữa. Chị nói đúng đấy, lên đây, cô chở tới trường luôn. Dạ thôi cô ạ, cũng sắp tới trường rồi. Với lại cháu đi bộ thế này tiện thể dục luôn ạ. Tớ đi bộ thế này ấm lắm, không lạnh như cậu ngồi trên ô tô đâu. Thôi cậu với mẹ cứ đi đi. Thế à. Mấy hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Chào các cậu. Cậu có khăn mới à, đẹp thế. Ừ, lại còn ấm nữa. Tớ chẳng thấy lạnh tí nào. Lam, Lam, cậu không lạnh hả? Tớ không thấy lạnh lắm. Cậu nói dối, nhìn mũi cậu kìa, đỏ hết lên rồi. Cho cậu mượn khăn này, quàng đi, ấm lắm đấy. Cảm ơn cậu, nhưng cậu dùng đi, tớ quen rồi, không cần đâu. Chi à, xong chưa con? Con xong rồi đây. Chết, con quên một thứ. Mẹ chờ con nhé. Cái con bé này. Chi, con lấy chiếc khăn này ở đâu ra vậy? Mẹ chưa từng mua cho con mà. Dạ, dạ. Con đã lấy của ai? Nói mau đi. Mẹ có bao giờ để con thiếu thốn gì đâu mà con phải đi lấy của bạn chứ. Không phải đâu ạ. Là... là con đã mua nó, là con gom tiền tiêu vặt để mua. Sao lại phải mua chứ? Khăn, mũ, cả bao tay mẹ mua cho con chưa đủ ấm hay sao? Không phải đâu mẹ, nó ấm lắm rồi. Vậy thì tại sao? Bạn cùng bàn với con, bạn Lam ấy. Không phải bạn ấy không thấy lạnh đâu, mà bạn ấy không có khăn, mũ và bao tay giống con mẹ à. Mẹ bạn ấy mất rồi. Bạn ấy sống cùng bà ngoại, nhưng mà bạn ấy nghèo lắm. Bạn ấy thà chịu lạnh cống chứ nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Mùa đông đến, con và các bạn khác ở lớp ai cũng được mua khăn, mua mũ rất ấm. Chỉ có Lam là không có thôi. Vì thế con đã để dành tiền tiêu vặt mua thêm một cái khăn như vậy để bên cạnh. Con sẽ nói với Lam rằng con đảng trí đem theo hai cái khăn mà không biết, và cho bạn ấy mượn một chiếc. Chỉ có như vậy bạn ấy mới chịu nhận thôi mẹ ạ. À. Mẹ hiểu rồi, mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con. Nhưng mà lẽ ra con nên nói với mẹ chứ. Mẹ con mình có thể cùng nhau giúp đỡ bạn ấy mà. Dạ vâng, hy vọng năm nay bạn ấy sẽ không bị lạnh nữa. Phải rồi, chúng ta sẽ cùng làm cho bạn ấy có một mùa đông thật ấm áp. Nào, đi học thôi. Khăn ơi, hãy giữ ấm cho bạn ta, khăn nhé. Giáng sinh ấm áp. Ba ơi, xem nè, đẹp quá. Nếu con được mặc chiếc váy này trong dịp Giáng sinh thì thật tuyệt. Maria này, mình không đủ tiền mua chiếc váy ấy đâu con. Con không chịu đâu. Lễ Giáng sinh năm ngoái con cũng không có quà rồi còn gì. Chẳng lẽ năm nay con cũng không có quà? Con gái, bà xin lỗi. Bà sẽ cố gắng để nhà ta có một chú gà tây béo ngậy và món súp khoai tây mà con thích vào bữa tối Giáng sinh. Con chịu không? Con không cần gà tây, cũng không cần súp khoai tây. Con thích có một chiếc váy mới cơ. Ba ạ.
đi làm sớm thế ạ? À? Ba cần phải chuyển gỗ cho nhiều nơi lắm, nên giờ phải đi sớm mới kịp. Ba đi đây. Dạ. Ba đi anh à, để cháu giúp ba. Cháu làm được không? Dạ, được chứ ạ. À. Hằng ngày cháu vẫn dọn tiết giúp ba mà. Vậy cháu dọn dẹp giúp bà sẽ trả cháu 2 đô la, có được không? Thật ạ. Cháu cảm ơn bà. Phải rồi, mình phải tự kiếm tiền mua chiếc váy hồng kia. Mình đã kiếm được kha khá chỗ này. Thêm ngày mai nữa thôi là mình có đủ tiền mua chiếc váy kia rồi. Sao hôm nay ba về muộn thế nhỉ? Ba ơi! Ba! Ôi, con gái, con chưa ngủ sao? Con đợi ba. Ba ơi, tuyết rơi dày thế, đi ngoài đường chắc lạnh lắm hả ba? Ừ, lạnh lắm. Nhưng hôm nay bà đã rất vui. Bà đã cố gắng giao hết số củi để mua được một con gà tây rất to và còn một điều bí mật nhỏ cho con nữa. Nào con gái, con có muốn xem con gà béo ngậy không? Ba làm mọi thứ cho mình, vậy mà mình thật ích kỷ. Chưa bao giờ con được ăn món súp khoai tây và gà tây ngon tuyệt cú mèo như thế này. Thật sao? Chưa hết đâu con gái. Maria, đây là quà Giáng sinh của con này. À, là chiếc váy đó ư? Ba ơi, ba chẳng nói rằng nó rất đắt mà. Đúng vậy. Nhưng con gái ba xứng đáng được nhận nó. Thử tưởng tượng xem, con gái ba mặc nó vào thì đẹp biết bao. Ba đợi con chút xíu. Ba ơi, đây là quà của ba. Ba cũng có quà ư? Dạ. Ồ, một đôi găng tay rất đẹp và rất ấm áp, con gái ạ. Thật may, con đã không dùng số tiền tiết kiệm để mua cái váy, vì con biết ba cần đôi găng tay này. Đôi găng tay này sẽ giúp đôi tay của ba ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh giá. Cảm ơn con gái. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.